Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm sạch có lợi cho sức khỏe con người, góp phần cải tạo đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Vụ đông xuân năm 2020-2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón quế lâm với diện tích 10 ha tại hợp tác xã An Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong. Lúa hữu cơ của cái đơn vị An Lộc sản xuất, đặc biệt trong đó có hộ của chúng tôi, là so với cái lúa sản xuất không hữu cơ là nó có những cái khác nhau. Đặc biệt là có những cái lúa hữu cơ là không dùng cái thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai nữa là dùng đa số là cái phân vi sinh và phân hữu cơ, cho nên cái chất lượng gạo là rất là tốt, và cái lúa nó phát triển tốt, và cái hệ sinh thái không bơm thuốc bảo vệ thực vật, cho nên cái hệ sinh thái trên đồng ruộng nó còn lại trên đồng ruộng, cho nên sâu bệnh nó rất ít. Đặc biệt đến cái thời điểm này là cái cây lúa hữu cơ là không đổ ngã sau cái trận mưa vừa rồi, nhưng mà lúa sản xuất theo không sản xuất theo hữu cơ thì nó có bị đổ ngã. Từ chỗ đó chúng tôi thấy rằng cái lúa hữu cơ là sản xuất so với lúa không hữu cơ là nó tốt hơn rất nhiều. Quá trình triển khai mô hình, ông đã áp dụng đồng bộ các giải pháp sử dụng phân chuồng được ủ bằng chế phẩm Chicro-D-Max, áp dụng công nghệ xạ hàng, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chỉ sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, chế độ tưới nước khoa học phù hợp nhu cầu phát triển của cây lúa. Về cái phần cải tạo đồng ruộng thì đầu tiên là trước khi xuống sản xuất là chúng tôi đã bón 20 kg vôi để cải tạo đồng ruộng. Thứ hai nữa là dùng cái chế phẩm Trichoderma bơm trước lúc cây lật đất, cho nên là cái gốc rạ nó phân hủy và nó là tăng thêm cái độ mùn cho đất, cho nên cái đất là nó tốt một cách tự nhiên theo hướng hữu cơ. Năm nay cây lúa nó rất chắc, được đặc biệt quan phân hữu cơ là lúa rất chắc, lúa cây lúa đẹp, không bộ mưa gió, không bộ và hột sỏi rất tốt. Trong vụ tới nếu như hợp tác xã về có trên có chủ trương làm giống phân hữu cơ là tôi chỉ làm thôi. Việc áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ vi sinh và khoáng quế lâm kết hợp với sử dụng phân hữu cơ hoải mục trên đất đai được cải tạo tốt hơn, cây lúa phát triển khỏe, môi trường an toàn, hệ sinh thái đồng ruộng đảm bảo có cá, ốc, cua đồng cùng sinh sống trên ruộng lúa. Qua quá trình triển khai cho thấy, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa tốt hơn. Trong thời kỳ trổ ruộng, ít nhiễm dày, khô vằn, cho bông dài, lúa sạch sâu bệnh, cây sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, cứng cây, ít bị đổ ngã khi gặp mưa dông. Năng suất ước tính 57 tạ một hecta đối với giống HC95 với giá bán khoảng 9.000 đồng một kg, cho lợi nhuận 25 đến 27 triệu đồng một hecta, cao hơn so với đại trà 10 đến 15%. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này trên cả cái cánh đồng trên địa bàn toàn xã, mục đích để là đáp ứng thì nguồn chất lượng gạo để phục vụ tốt hơn cho bà con nhân dân. Thì đây là một cái phương thức sản xuất mà theo hướng hữu cơ, cho nên là đảm bảo được chất lượng gạo cũng như là đảm bảo được sức khỏe cho bà con nhân dân, cũng như là đáp ứng cái nhu cầu của thị trường hiện nay. Ngoài hiệu quả kinh tế mang lại mô hình còn có tác động lớn về mặt môi trường xã hội. Phát triển nông nghiệp theo hướng canh tác hữu cơ không chỉ góp phần tạo những sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe con người, mà còn nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác trong việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Bền vững đảm bảo sản phẩm an toàn, môi trường đất nước không bị ô nhiễm, góp phần đảm bảo môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng.